Nè, ta nghi ngờ là thằng Út biết chỗ ở của con Thấm đó. Mày nên theo dõi nó, chắc chắn sẽ ra. Thiệt sao mợ? Vậy là con Thấm chưa ra khỏi trấn. Thảo nào con thấy thằng Út á, nó lén la lén lút, nó hay giấu trái cây á ở trong bồ lúa. Con hỏi á thì nó nói là nó lấy cho bồ nó. Ừ, nó cũng xin bạc ta, chắc là để đưa cho con Thấm. Dạ, vậy thì đúng rồi, chẳng có sai. Lúc này á, nó thường hay kiếm cớ để đi chợ buổi sáng. Vậy thì đáng nghi ngờ lắm. Đúng rồi đó mợ. Con thấy á, thằng này mình phải theo dõi nó, không có lơ là được đâu đó nha mợ. Tôi mang cho cô ít bạc nè, có cần thì lấy xoay sở. Cứ giữ đi. Anh tốt với mẹ con em quá. Vậy hôm trước mợ hai có hứa giúp cô quay về không? Có. Nhưng mà... Nhưng sao? Cô còn gì mà lưỡng lự nữa chứ? Em cũng không biết làm sao nữa. Thôi, cô ráng giữ gìn sức khỏe. Tôi phải về đây. Dạ. Cái con này gan to thiệt. Thì ra là mày trốn ở đây. Bà chủ. Cậu mợ hai. Mẹ. Thì ra mẹ là người sai cô Thấm bắt Gia Kiệt trốn đi. Tại sao hết lần này tới lần khác mày làm đủ mọi chuyện? Nếu mà mẹ đuổi Lệ ra khỏi nhà hả với mẹ? Hả? Con nói gì lạ vậy? Mẹ tại sao lại xúi con Thấm làm chuyện này chứ? Con đã nghe lời nói bậy bạ từ ai rồi? Con không nghe lời ai hết. Chính con đang ở đây chứng kiến đây nè. Nếu không phải mẹ thì tại sao mẹ biết Thấm và con của con trốn ở nơi này? Tại vì mẹ nghi ngờ, cho nên mẹ theo chân thằng Út. Mẹ à. Con im đi. Con đúng là bị nó xỏ mũi rồi. Tới mẹ mình nói mà con cũng không tin. Mẹ không hề xúi con Thấm làm cái gì hết. Mẹ chỉ đang muốn tìm hiểu sự việc, để coi con Lẹ nó đang giở trò gì trong cái nhà này nè. Mẹ có biết con và Lẹ theo chân mẹ tới đây không? Làm sao mà cô ấy bày trò được chứ? Nếu có gì á, mẹ về nhà gặp cha đi. Con hết lời để nói với mẹ rồi. Mày Thấm. Dạ. Cô hãy mau bế Gia Kiệt theo chúng tôi về nhà ngay. Dạ dạ. Nè, Gia Bảo. Gia Bảo.